Mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại anh chị em đang đứng ngay chỗ trục đường Tân Kỳ Tân Quý nè, ngay cái đoạn giao Tân Kỳ Tân Quý giao với quốc lộ 1A Mã Lò rồi đó anh chị. Đó đây, phường Bình Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nha anh chị. Đây, để mình chạy lên đây, đây là hướng Mã Lò nè. Hướng nãy là anh chị về Aeon Mall Tân Phú nha. Đó, còn đây là hướng anh chị về Mã Lò nè ha. Ngay chỗ này có cái quân đội nhân Việt Nam á anh chị. Đó, thì nhà mình là đường số 21 nha, nằm trong cái đường số 21 là kế bên cái quân đội này luôn nè anh chị. Đây là trục đường Mã Lò. Nếu như mà anh chị đi thẳng cái đường này á là mình sẽ ra lại Lê Văn Quế ha, về khu vực ngã tư bốn xã rồi đó anh chị, cũng rất là gần nha. Đây là đường số 21 nè anh chị. Đó anh chị, thì anh chị vừa qua cái khu quân đội á là sẽ tới đường số 21 nha. Nhà mình làm một xẹt đường này nè anh chị. Đó, thì đây là đường trước nhà mình. Đường trước nhà là đường bê tông hiện hữu, chắc khoảng tầm 4-5 mét, rộng rãi thông thoáng anh chị ha. Anh chị thấy ô tô họ vô tới gần tới đây luôn nè. Đó, ô tô đổ cửa nha anh chị. Với diện tích ngang 4 và 11 á, thì ô tô có thể đậu xe trong nhà cũng được nếu như anh chị xây dựng lại ha. Hiện tại nhà mình là cấp 4, một trệt một lửng nha anh chị. Đó, nhà là có sổ hồng riêng, mua bán là công chứng ngay anh chị. Căn nhà bên tay trái mình nè. Đó, ngay cửa kéo anh chị. Đó. Đường trước nhà thì hiện hữu ô tô họ sẽ vô tới đây nha. Đây là một vài hình ảnh bên trong nhà nè. Nhà cũng còn khá là mới, anh chị mua về thì có thể ở được liền nha. Đó, nhà rất là ok nè anh chị. Đó. Căn này diện ngang 4 và 11 chỉ có giá 3 tỷ 450 triệu thôi. Đó, anh chị nào quan tâm căn này á thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900589 nha anh chị. Đó, thì xung quanh đây thì họ cũng xây dựng nhà cao tầng rất là nhiều nè anh chị thấy không. Đó, ở đây thì nhà này mình có thể xây dựng lại được nha anh chị. Đó, anh chị muốn lên 3, 4, 8 vẫn ok ha. Đường trước nhà đường ô tô tới nhà nha, ô tô tới nhà vô tư ha anh chị ha. Đó, thì bây giờ một tí em sẽ chạy cái đoạn này, chạy lên kia cho anh chị mình xem. Hẻm bên đây thì ô tô cũng có thể vô được nha anh chị. Đó, rất là ok luôn. Đó, ngang 4 và 11, 3 tỷ 450 triệu nha anh chị. Đây, em chạy một đoạn cho anh chị xem đây. Thì hai hẻm hai đầu đều thông hết nha. Đó, hai đầu anh chị đưa đầu nào cũng rộng rãi thông thoáng, dễ di chuyển hết anh chị. Đó. Cái này anh chị đi thẳng là ra đường 21 lúc nãy anh chị. Nhà mình một xẹt đường 21, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nha anh chị. Đó, ở đây mình nhìn qua cái thấy hẻm bên kia thấy không? Đường xá rộng rãi. Xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. Anh chị nào quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.